thua gì đâu nha, xứng đào xứng kép luôn á. Rất là đẹp trai luôn. Em trai có mấy mối tình này nói cho bà mối nghe đi. Dạ em có 2 mối tình rồi. Mối tình đầu thì có vợ kết hôn cũng 2 đứa con. Ồ, có 2 đứa con. Bây giờ thì chia tay rồi, thì mối tình thứ hai em thì cũng có quen được mấy tháng rồi chia tay. Dạ. Cả 2 lần đều lý do là vì sao? Lần đầu thì vợ thì có làm công ty rồi, giống như là có qua lại với cái người trong công ty á, thì em biết được em không thích thì em cắt đứt luôn. Còn người thứ hai thì chúng ta cũng còn lựa chọn á chị, rồi em thấy vậy thì nếu không hợp thì mình chia tay thôi. Em chủ động chia tay đúng không? Cái người ít nói không phải là người ta không ấy đâu, người ta đang ngắm nhìn mà người ta coi rất là kỹ, để ý luôn á, thấy không? Em nhưng mà em ly dị vợ rồi, 2 đứa con nó ở với ai? Đang ở với mẹ nó. Với mẹ hả? Dạ. Mỗi tháng mình có chu cấp cho con? Có đóng tiền học, tiền kia cho trẻ bé. Rồi, thôi coi như là mà mình gian dở một lần đò đi ha. Đi bên đây nè, bên đây để tôi hỏi bên đây nha. Ông có muốn qua coi mặt đàn gái hỏi không? Hỏi trước coi làm sao. Đây đàn gái tôi hơi bị là chảnh đó nha. Hỏi nhà gái coi mình đàn trai đã lỡ một chuyến đò rồi, đàn gái có suy nghĩ gì không? Thật sự là em bên đây cũng là lỡ một chuyến đò giống như là bên đàn trai. Đồng cảnh ngộ. Dạ, ha. Như là đồng cảnh ngộ ạ. Em có con rồi chưa? Dạ, em có một bé trai. Một bé là sống với mình. Thì hiện tại bé năm nay 6 tuổi đang sống cùng với em và bà ngoại. Sau cái cuộc hôn nhân đó thì em có mối tình nào khác nữa không? Con mình còn nhỏ quá. Thì là lúc đó là mình lo làm, lo chăm con. Nên là cũng không có thiết tha gì với những mối tình đó. Ví dụ giống như là cũng có người đến làm quen thì mình cũng tạo cơ hội đi cà phê. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Hùng Tăng, năm nay 38 tuổi. Thì hiện đang công tác tại Ủy ban phường 10 quận 5. Em làm công việc gì? Dạ em làm bên chuyên trách tệ nạn xã hội thuộc Lao động Thương xã hội phường 10. Mình giới thiệu đi cơ. Em chào chị Hồng Vân. Okay. Em chào anh Quyền Linh và nhà trai. Và chào tất cả các khán giả có mặt tại khán đài. Em tên là Lê Thị Ngọc Anh. Năm nay em 36 tuổi. Hiện thì em đang làm nhân viên hành chánh. Em cũng sinh sống tại quận nhất. Tức là cụ thể em làm gì em gái? Em làm tuyển nhân viên và giống như là quản lý những cái hồ sơ của khách hàng cũng như là hồ sơ của nhân viên ạ. Xin giới thiệu em, chàng trai bên đây quản lý những người cai nghiện đó em. Quản lý những người cai nghiện đó em. Cần không đưa một số hồ sơ cai nghiện qua? Bên đây người ta điều tiết bên bảo vệ. Thành ra là hai bên cũng có thể kết hợp được. Được mà, anh đưa một số người cai nghiện qua làm bảo vệ. Dạ đúng người rồi. Người ta hoàn lương rồi, mình đưa qua để giúp người ta có công việc, người ta trở lại với cộng đồng, hòa nhập cộng đồng quá tốt luôn. Bây giờ mình giới thiệu một chút về điểm mạnh điểm yếu đi, mời nhà gái. Về điểm mạnh của em thì là chắc em làm ở mảng hành chánh nhân sự. Thì là em có cái là em vui tính, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Nhưng mà điểm yếu của em thì là giống như những người phụ nữ khác đi ha. Thì em là hơi nhõng nhẽo nè, mít ướt nè, hay giận. Giận hờn vu vơ à. Không biết là đàn trai có chịu được cái tính này của em không ạ? Được không? Dạ được. Được, nói lớn cho bạn gái biết đi. Dạ được. Trời, người cai nghiện mà ta còn lo được mà. Không nhẽo ăn thua gì đâu. Tao sẵn bệnh nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu đi, để cho bên đây người ta nghe coi làm sao nè. Điện nước thì em làm được hết, còn điểm yếu của em thì em ít nói. Em hỏi tí xíu được không ạ? Được. Anh làm cũng có tiếp xúc với lại những cái hồ sơ đúng không ạ? Nhưng mà anh nói anh ít nói vậy. Về thí dụ là em với anh có gặp nhau thì anh ít nói vậy thì anh làm cái gì ạ? Làm gì nói đi. Hỏi xoay đắp xoay. Đó. Thì mình ít nói thì mình hành động. Hành động gì ta hỏi làm gì đó nói chờ đi. Chờ em. Dạ. Ví dụ em hành động gì? Bạn ở quận nhất thì cũng gần bên, thì cứ đi xem phim hay là đi đây ra Vũng Tàu thì đi tắm biển này kia đâu. Thường là đàn ông mà đi chơi những ngày đầu gặp gỡ đó là người ta sẽ nói nhiều. Này kia nọ, giờ em không nói, giờ bạn muốn hỏi lại. Thay vào đó bằng những hành động gì? Em nhắn tin. Em nhắn tin. Ngồi cái bên nhắn tin gì nữa? Hai người đang bơi dưới biển nhắn tin hả? Ngồi cái bên nhắn tin gì nữa? Nó ra biển nhưng mà nhắn tin trời. Có cách nào không? Dạ thì cũng không nói được, cũng phải cố gắng để nói. Cố gắng hả? Dạ. Ví dụ giờ hai người vô rạp coi phim nè. Đó, rồi em không nói gì chân á. Rồi cổ muốn em nói gì đó là em không nói, rồi giờ em làm gì? Nắm tay. Hả? Nắm tay. Nắm tay thôi hả? Dạ. Không, mà vô rạp coi phim là không được nói rồi. Bây giờ tí dụ cái khác đi, ví dụ như ông uống cà phê đi. Ông lẽ giờ ra nhìn nhau hoài vậy. Đúng không? Dạ. Giờ làm gì? Nhắn tin. Nhắn tin. Dạ.
Dạ, ví dụ thì cái đó là em cưng quá à. Dạ. Nhìn cưng quá, không thèm nói gì á, nhưng mà em cứ nhìn xoáy vô mắt em hấp im á. Dạ. Mắt em hấp im vậy nè. Đó, ví dụ vậy. Xong bà nhìn... bỏ đi về luôn. Nhìn là người ta bối rối là người ta phải nói. Yeah. Chắc chắn cô kia nói anh làm gì nhìn em hoài hả? Không, yeah. Nở nụ cười đều giả thôi. Ví dụ vậy đó. Thiệt, chị nói thiệt, yeah. Nếu mà em ít nói. Cô gái bên này dễ thương lắm luôn á. Chị yeah. Nói nghiêm túc luôn. Để ngồi hai em gái nhớ hồi hỏi lại cái câu đó nha em. Ừ. Em ít nói anh làm đẹp gì nha. Đẹp gái mà có duyên mà đẹp lắm đó. Mà chàng trai bên đây cũng không thua gì đâu nha. Xứng đào xứng kép luôn á. Yeah. Rất là đẹp trai luôn. Em trai có mấy mối tình rồi nói cho bà mối nghe đi. Dạ em có hai mối tình rồi. Mối tình đầu thì có vợ kết hôn cũng hai đứa con. Ồ, có hai đứa bây con. Giờ, thì chia tay rồi thì cái mối tình thứ hai em thì cũng có quen được mấy tháng rồi chia tay. Dạ. Cả hai lần đều lý do là vì sao? À, lần đầu thì vợ thì có làm công ty rồi giống như là có qua lại với cái người trong công ty á thì em biết được em không thích thì em cắt đứt luôn. Còn người thứ hai thì chúng ta cũng còn lựa chọn á chị. Rồi em thấy vậy thì nếu không hợp thì mình chia tay thôi. Em chủ động chia tay đúng không? Ừ. Cái người ít nói không phải là người ta không ấy đâu. Người ta đang ngắm nhìn mà người ta coi rất là kỹ để ý luôn á. Thấy không? Em nhưng mà em ly dị vợ rồi hai đứa con nó ở với ai? Đang ở với mẹ nó. Với mẹ hả? Dạ. Mỗi tháng mình có chu cấp cho có đóng tiền học tiền kia cho trẻ bé. Rồi thôi coi như là mà mình gian dở một lần đò đi ha. Đi bên đây nè, bên đây để tôi hỏi bên đây nha. Ông có muốn qua coi mặt đàn gái hỏi không? Hỏi trước coi làm sao. Đây đàn gái tôi hơi bị nghe là chảnh đó nha. Hỏi nhà gái coi bên đàn trai đã lỡ một chuyến đò rồi đàn gái có suy nghĩ gì không? Thật sự là em bên đây cũng là lỡ một chuyến đò giống như là bên đàn trai. À, đồng cảnh ngộ. Dạ, ha. Như là đồng cảnh ngộ ạ. À. Em có con rồi chưa? Dạ, em có một bé trai. Một bé dạ. Là sống với mình. Thì hiện tại bé năm nay 6 tuổi đang sống cùng với em và bà ngoại. À. Sau cái cuộc hôn nhân đó thì em có mối tình nào khác nữa không? Con mình còn nhỏ quá. Thì là lúc đó là mình lo làm, lo chăm con. Nên là cũng không có thiết tha gì với những mối tình đó. Ví dụ giống như là cũng có người đến làm quen. Thì mình cũng tạo cơ hội đi cà phê, đi xem phim và đi ăn với nhau. Tuy nhiên thì thời gian mà để gặp nhau nhiều thì không có. Và em cũng dành thời gian để chăm con em nhiều hơn. Thì từ từ cái tình cảm nó không đi đến đâu. Lạc đi. Dạ đúng rồi ạ. Đó, ông đó, muốn hỏi về em thì... Dạ em chào. Gái xinh quá nha. Nói chung là người ta nói hồng nhan là bạc mệnh. Bây giờ nó mới rồi, nó thay đổi rồi. Hồng nhan bạc triệu. Hồng nhan bạc triệu. Ừ, câu đó được. Mình đẹp mình có quyền. Hồng nhan bạc triệu. Ừ. Dạ, em cũng hy vọng là vậy. Hy vọng như thế nha. Mẫu lý tưởng của em sắp tới em hướng về như thế nào? Em hy vọng là người đàn ông đó thì là hướng về gia đình nhiều hơn. Tại vì bây giờ cái độ tuổi của em thì cũng không có còn trẻ trung nữa à. Thì với lại em mình phải tự tin còn trẻ. Dạ dạ. Cũng phải là có cái khả năng chung tay lo lắng cho gia đình đúng không ạ? Đúng đúng. Cái này đó là cái điều em mong muốn à. Đúng rồi. Có mong muốn với thương con em không? Dạ có à, chị. Điều đó dĩ nhiên. Bây giờ thí dụ giờ là em với cô này có tiến sang nữa thì em có lo được cho mẹ luôn, người con luôn không? Dạ được ạ. Được không? Dạ được. Rồi hai người nếu mà lấy nhau thì về ở đâu? Ở chung với mẹ, còn nếu không ở chung thì ở riêng. Riêng có chỗ ở không? Có, mẹ có cho nhà. Có luôn hả? Anh thấy bạn trai là ổn định rồi đó. Có thể lo cho mẹ con em được. Được dạ, chưa? Dạ. Rồi còn em bây giờ mình muốn mẫu người lý tưởng như thế nào? Thích là người phụ nữ bình dị với lại biết chăm sóc cho gia đình, có gì thì hai đứa mình thấy là bàn bạc thì nói với nhau. Đúng rồi. Dạ. Đừng có nhắn tin này kia. Dạ. Đúng không? Bên đàn trai có thể cho em hỏi được không ạ? Ví dụ như là em nghe những cái chia sẻ của bên đàn trai thì là muốn là người phụ nữ là phải là chăm lo cho gia đình, nhưng mà giả sử em không có thích ở nhà, em thích đi làm thì sao ạ? Có được không ạ? Em thì em không có thích ở nhà. Được, được. Bạn trai nói được. Em cũng không có kén cá chọn canh, nhưng mà thật sự để mà mình tôn trọng người phụ nữ của mình, người đàn ông khi mà tiếp xúc với mình là phải sạch sẽ trước, đúng không ạ? Không bắt buộc phải là nước hoa, nhưng mà đáng ra là mình phải sạch sẽ cái mùi mồ hôi cơ thể của mình trước, đúng không ạ? Bản thân em khi đòi hỏi người đối diện của em như vậy thì bản thân em cũng sẽ làm như vậy à. Không lẽ gần người mình yêu thương mà dơ giấy rồi hôi hám. Dạ. Đúng không? Đừng có lo. Anh thấy rằng bạn bên đây rất là đẹp trai luôn. À, em cũng rất là xinh gái luôn. Dạ. Hai người hợp ngày hôm nay đó.
Dạ, không thích bày hày với lại bê bối. Thích vậy gọn là, gàng, sạch sẽ. Vậy là chắc chắn rồi, yên tâm. Dạ. Bạn này bên đây vẫn đòi hỏi mình như vậy. Đúng mà. Dạ. Thành ra là bạn cũng sẽ như vậy. Rồi vậy khỏe rồi. Mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Em đi với ai? Dạ, em đi với em trai với mấy chị đồng nghiệp trong cơ quan. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Hồng Hiền, em trai của anh Tăng. Em ruột luôn phải không? Em ruột. Em thấy cái chị bên đây thì cũng được, cũng xinh, dễ thương, nói chuyện thì cũng lịch sự. Thả đến đây thì giống như là mình đã có duyên rồi, mong hai người cuối cùng bấm nút. Em trai có lô tết với anh trai rồi đó đúng không? Yeah. Chút là kêu là nháy vậy là coi như hồi bấm đó. Yeah. Đúng không? Còn bên đây sao mình đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em ạ. Hi, chào cô. Chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Bạn trai của anh. Con nó lớn, đến tuổi này nó lớn rồi, nó biết lựa chọn. Là tùy theo con chọn sao thì tôi chịu vậy. Nhưng mà mẹ có cảm tình với bạn bên đây không? Dạ cũng có cảm tình, từ có công ăn chuyện làm, cũng nói chuyện cũng thấy hiền. Mong đừng có đổ vỡ nữa. Dạ. Mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi em. Dạ dạ. Thì bạn tại vì mong son với lại mong em xinh đẹp dễ thương nha. Dạ em cảm ơn anh ạ. Rồi đưa đây, đưa chị cầm con Pikachu cho. Dạ. Rồi em mở coi cái hộp nhỏ này là cái gì. Dạ son ạ. Son hả? Em coi cái màu em có thích không? Dạ, cái màu này thì phụ nữ là ai cũng thích, tại vì nó là cũng là màu đỏ rất là dễ sử dụng ạ. Em cảm ơn anh ạ. Dạ thì hôm nay em đến đây có một cái thiệp tặng anh, những cái suy nghĩ trong lòng của em ha, cũng như là em tặng anh một cái món quà nhỏ này coi như là lần đầu mình gặp mặt ạ. Dạ, cảm ơn em. Hy vọng là anh thích ạ. Quà gì mở ra luôn cưng. Dạ, cờ quá. Dạ thì anh làm ở nhân viên văn phòng thì em nghĩ là cái này nó cũng sẽ phù hợp với anh ạ. Cà vạt hả cưng? Dạ. Anh biết đeo không? Dạ, anh biết đeo không ạ? Tưởng bạn gái biết đeo thì đeo cho bạn bạn nam. Dạ, đi. Tại vì em thì cũng là một lần đò, nhưng mà thật sự thì em cũng quen bạn trai không có nhiều, nên là cái này chắc từ từ em học hỏi nha. Không sao, học từ đây tới ngày cưới được em, kịp sao đâu. Không? Rồi, các bạn về vị trí đi. Dạ. Cái thiệp đó bạn gái có tặng cái gì trong thiệp không? À, dạ, thì trong thiệp thì em ghi câu thơ ạ. Câu thơ hả? Dạ. Mở ra coi đọc cái bạn gái viết cái gì trong đó. À em nghĩ cái này á, là em đọc thì nó sẽ hay hơn ạ. Rồi, hay ví quá. Ví dụ bây giờ em có thể em đọc anh cảm nhận nha. Thì anh có thể là anh mở ra anh xem ha. Thì bây giờ em xin đọc cái bài thơ em gửi tặng cho anh ha. Có ưng không? Hãy nói cho xong. Hãy nói cho xong. Kẻo ngại lòng. Kẻo ngại lòng. Đây chưa rõ đó. Đây chưa rõ đó. Có ưng không? Trời ơi, hay quá, hay quá, hay quá. Ưng hơn nói đi, nói ưng hơn, nói là cô đi. Nói đi. Anh... anh cũng chương trình đáp lại với em là anh cũng ưng như vậy. Anh cũng ưng với lại. Dạ, anh cũng hát bài tặng em. Dạ. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thân tiến bên em lòng ngất ngây, trầu dần trong lòng anh đam mê cùng say. Này em yêu ơi, tình anh ngang lời muốn nói rằng anh yêu em. Eo o eo, yêu em nhất trên đời. Eo o eo, và chỉ mình em thôi trong đôi mắt anh trao. Cái câu hay nhất là mình yêu nhau đi. Nhớ nha. Rồi, nắm tay luôn vậy đó hả? Nói gì nữa đi. À, nãy là anh nói là có thiệt không ạ? Thiệt. Ở đây rất là nhiều người làm chứng nha. Lần đầu gặp thì là không có khẳng định chắc chắn được là yêu hay thích, chỉ có ân hay không ân thôi đúng không ạ? Thì là em hy vọng là sau cái chương trình này á, thì em với anh có cơ hội để tìm hiểu với nhau nhiều hơn đúng không ạ? Và cũng giống như cái tấm thiệp của em á, thì anh có thể nhìn đó là cái tấm thiệp giống như cái thiệp hồng đúng không ạ? Thì là em hy vọng là mình cũng tìm được một cái đối tượng nào để mình có thể là ghi tên cùng nhau, ghi tên vào cái tấm thiệp như vậy ạ. Anh hỏi thật nha, trái tim em có rung động chưa? Dạ có. Em có thấy cảm giác thích người đối diện nhiều không?
Dạ thích. Cưng dễ sợ không? Cưng quá. Em có mong muốn người đó về chung mình một nhà không? Dạ muốn. Rồi tất cả những điều đó em nói một câu với cô ấy đi. Anh cũng mong muốn là sau chương trình này thì anh với em sẽ về chung một nhà. Cũng bởi vì anh, bởi vì anh thích em. Về chỗ liền. Đó. Mình phải nói lúc gì vậy? Lúc đầu là ta nói ưng đó, bây giờ là ta nói thích luôn. Chứ không phải nhắn tin nha. Tất cả đôi đây, khi đây, tìm nút cần phải nói như thế em nha. Rồi để tay nút bấm đi em, thôi lên đó. Bên đây cưng. Thời cơ đã tới đây. Em gái suy nghĩ cho kỹ. Quan trọng là do em đó. Đàn trai chúng tôi ưng hết rồi. Bấm luôn rồi, thôi khỏi nói nữa. Bấm luôn rồi. Giờ đàn em đàn gái có bấm không này, nói tiếng một. Một, hai, ba. Bấm luôn. Bấm. Được rồi đó. Dạ. Không. Nắm tay đi. Rồi, bây giờ có mẹ ở đây nè. Em hứa với mẹ đi cho mẹ yên tâm. Dạ, con chào bà. Còn má luôn đi. Má. À, con sẽ hứa sẽ lo cho Ngọc Anh. Lo cho một mình em thôi ạ. Lo cho Ngọc Anh và con Ngọc Anh. Dạ con xin phép bác. Lo cho bác. Và xin phép bác cho hôn Ngọc Anh. Dạ con xin phép bác cho con hôn Ngọc Anh. Rất chân tình. À, hôm nay là một ngày rất là đẹp và rất đáng nhớ với hai em. Mong rằng chúng ta sớm về chung một nhà và chăm sóc mối tình đó để được thăng hoa thành một hạnh phúc trọn vẹn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyo San tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyo San tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyo San thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ. Hãy giữ cái này. Bà nhớ, dạ, cái này là chị, để ngày trọng đại mình đeo vô nha. Dạ. Em gái về học thắt cà ra bát đi nha. Dạ. Rồi, giữ lấy, bỏ vào đây. Thấy không?